Mau đi đi, cha ta đến rồi. Lại đây. Thấy chưa? Thấy rồi. Tiểu thư, gió đêm lạnh, đừng để nhiễm lạnh. Mau xem giúp ta. Kêu tiếp đi. Được rồi. Khoan đã, giảm tí phấn. Được chưa? Hoàn hảo. Lão gia, cha, người làm gì vậy? Kêu đi, và tiếng mèo kêu. Con làm gì ở đây thế? Con tìm mèo. Ta vừa nằm xuống đã bị mèo quăng đánh thức. Thế chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến gì ta luyện quyền ở bờ sông ngày mai sao? Cha, dừng, cha không cần phải thế. Chúng ta không cần phải so đo với mấy con vật nhỏ đâu. Hơn nữa cha chỉ luyện quyền thôi, có đến mức cầm cả thanh đao to thế này không? Sao lại không đến mức ấy? Ta đã hứa với mấy vị muốn học quyền với ta ở bờ sông rồi. Lỡ ngày mai ta phát quyền không tốt, chẳng phải sẽ để mấy đại thảm chê cười ta sao? Cha, con xem, lại kêu nữa rồi. Khiêu khích ta à? Cha, con nói cha nghe, chuyện gì cũng phải thương lượng được không? Để con trò chuyện với nó đã. Trò chuyện một lát, được không? Trò chuyện một lát. Mèo qua ngoài kia. Dừng, ngươi nghe thấy chưa? Cha ta cầm thanh đao lớn lắm, cẩn thận giết ngươi đấy. Nghe thấy chưa? Mau đi đi. Cứ tiếp đi. Cậu nói với mèo cái gì chứ? Mèo mà hiểu được ư? Thôi để ta. Cha nghe đi. Hết kêu rồi. Lại nữa rồi. Nó lại nữa rồi. Cha. Thế này. Giết gà không cần dao mổ trâu. Dùng dao của con. Con đi đâm nó. Được không? Yên tâm đi. Nhà đầu, cẩn thận đấy. Đừng kêu nữa. Con đâm nó nhé. Cao thêm chút nữa. Mau đi đi, cha ta đến rồi. Lại đây. Thấy chưa? Thấy rồi. Con mèo này đã cắn con một phát. Con phải mau chóng đánh chết nó. Mau đi đi. Mau đi đi. Vậy để mèo cắn nàng thêm một phát. Được rồi, mau đi đi. Được rồi, đi. Xuống. Mau đi đi. Công tử, người thì được như ý, còn cổ họng tiểu nhân sắp tắt tiếng rồi đây này. Đi thôi. Nhà đầu, đi rồi cha. Cha có thể ngủ ngon rồi. Ngày mai luyện quyền cho tốt nhé. Được.